Nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2021, hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN AECC lần thứ 20 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm 2021, cùng lãnh đạo các bộ liên quan của các nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Tại hội nghị, với vai trò là cơ quan chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025, Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã dành nhiều thời gian thảo luận về báo cáo đánh giá giữa kỳ cũng như các khuyến nghị được đề ra trong báo cáo nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, thảo luận về công tác chuẩn bị xây dựng, tầm nhìn ASEAN giai đoạn sau năm 2025, rà soát tình hình thực hiện các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Brunei, nước chủ tịch ASEAN trong năm 2021, thảo luận về công tác chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, định hướng xây dựng các sáng kiến ưu tiên trong hợp tác kinh tế cho năm 2022. Trên cơ sở kết quả thảo luận, hội nghị đã thông qua một số văn kiện để trình lên các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 như lộ trình Baraseri Begawan về chuyển đổi số ASEAN, khung phát triển nền kinh tế tuần hoàn cộng đồng kinh tế ASEAN, khung hợp tác ASEAN hướng tới việc củng cố các chính sách về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.